Một buổi tối quả thực điên rồ của Ngoại hạng Anh đã khép lại bằng một cuộc rượt đuổi tỷ số điên rồ trên sân vận động Etihad. Khi tất cả đang chờ đợi vào một trận cầu cống hiến giữa Man City và Tottenham, họ đã đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ. Bạn còn chờ gì ở một cuộc đấu như thế này? Bữa tiệc bàn thắng, cảm xúc những phút cuối và xuất hiện cả drama liên quan đến trọng tài. Mọi thứ đều có đủ cả, chỉ thiếu đi người giành chiến thắng trong trận đấu này. Đây là phút bù giờ, nơi chúng ta sẽ nhìn lại 90 phút kịch tính trong trận Super Sunday của giải Ngoại hạng Anh. Với một điểm có được khiến hai huấn luyện viên thể hiện hai thái cực khác nhau khi bước vào phòng họp báo. Với Ange Postecoglou là niềm vui, là sự tự hào và đâu đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm khi thần may mắn cùng song hành. Pep Guardiola thì không được vui như thế. Dù vậy, huấn luyện viên người Tây Ban Nha vẫn giữ được sự bình tĩnh sau khi phải trải qua tình huống gây tranh cãi ở những giây cuối cùng. Còn với những cổ viên trung lập, cảm giác mãn nhãn là điều được họ bày tỏ trên mạng xã hội. Bởi một trận Super Sunday như thế này đã đem đến đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc cho các khán giả. Chứng kiến đội nhà liên tiếp đánh rơi điểm trước Chelsea, Liverpool và mới đây là câu lạc bộ Tottenham, tiền vệ Bernardo Silva đã lên tiếng hy vọng Man City sẽ cải thiện mình ở những trận đấu kế tiếp. Anh cho biết, với tư cách là một tập thể, chúng tôi cần nhìn lại xem mình cần phải làm gì tốt hơn và sau đó mỗi người trong chúng tôi sẽ phải tự hoàn thiện bản thân. Trong hiệp 1, tôi nghĩ chúng tôi đã chơi ổn và áp đảo đối thủ. Tới những phút cuối, chúng tôi đã có thể ghi một bàn thắng để giành chiến thắng. Toàn đội lẽ ra cần phải chơi phòng ngự tốt hơn. Thật tệ khi không thể có 3 điểm. Cũng trong tâm trạng thất vọng sau vòng 14 Ngoại hạng Anh, trung vệ Ruben Dias cho biết thật khó khăn cho Man City, có thể nói cảm giác lúc này y như khi gặp Liverpool, một trận đấu mà chúng tôi có thể ghi 4 hoặc 5 bàn, nhưng cuối cùng điều này đã không thể xảy ra. Mặc dù để thủng lưới nhưng Man City vẫn duy trì được lối chơi tinh thần và cả sự quyết liệt. Thật không may chúng tôi đã không thể giành được 3 điểm, điều đó thực sự rất thất vọng. Cách duy nhất với toàn đội bây giờ là tiếp tục hướng về phía trước. Kulusevski, người ghi bàn thắng quan trọng phút 90, đem về một điểm cho Spurs, tiết lộ bí quyết giúp đội khác chơi quật khởi trong hiệp 2. Ange đã rất tức giận với chúng tôi trong hiệp 1. Ông ấy nói với chúng tôi, các bạn cố lên, chỉ chơi bóng thôi, vì vậy trong hiệp 2, chúng tôi đã chơi theo cách không thể tin được. Còn đội trưởng Son Heung-min thì hóm hỉnh nói về tình huống phản lưới nhà của mình. Đây là kinh nghiệm khá hay ho khi lần đầu tôi đá phản lưới nhà trước Man City. Đó là trạng thái của cầu thủ hai đội, còn với cánh báo chí, phản ứng trước sự bế tắc của Man City trước gà trống, cựu danh thủ Liverpool Jamie Carragher cho biết, đối với những người trung lập thật tốt khi thấy Man City đánh rơi điểm, họ giành được U23 mùa trước và bạn sẽ nghĩ, ai có thể ngăn cản họ. Bây giờ cuộc đua vô địch đang rộng mở, có cảm giác như mọi chuyện có thể kéo dài đến những tháng cuối mùa giải vì tình hình mà Man City đang gặp phải. Huyền thoại của Man United Roy Keane nói thêm, tôi sẽ không đặt cược vào Man City vào lúc này. Nhưng nếu bạn hỏi tôi, 2 hoặc 3 tháng trước tôi sẽ luôn chọn Man City. Bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ về việc họ có thể giành được danh hiệu. Có lý do khiến họ không giành được ngôi vô địch trong 4 năm liên tiếp. Tôi chắc chắn đang nhìn vào Arsenal và Liverpool. Giờ là lúc để nói về drama to đùng trước khi trận đấu khép lại. Trọng tài chính Simon Hopper ban đầu cho Man City được hưởng lợi thế sau tình huống phạm lỗi. Nhưng sau đó cắt còi khi Jack Grealish đang một mình một bóng hướng về phía khung thành của Spurs. Phản ứng của Erling Haaland đã nói lên tất cả. Về mặt lý mà nói, Simon Hopper đã làm theo luật bóng đá được đề ra. Nhưng xét trên khía cạnh tình huống, ông có thể đã tước đi bàn thắng vàng của The City. Tranh cãi lớn đã nổ ra trong trận đại chiến giữa Man City và Tottenham vì quyết định khó hiểu của trọng tài Simon Hopper. Trong tình huống Jack Grealish có cơ hội bứt phá đối mặt thủ môn Guillermo Vicario, người điều khiển trận đấu lại cắt còi bắt lỗi Emerson Royal, dù trước đó ông đã cho The Citizen hưởng phép lợi thế. Đoạn phát lại dường như cho thấy Hopper ban đầu ra hiệu phạm lỗi nhưng không thổi còi, cho phép trận đấu tiếp tục. Ông chỉ thực sự thổi còi vài giây sau khi Haaland được bóng vượt qua hàng phòng ngự Spurs để Grealish băng lên. Để nói về tình huống này, tờ The Athletic trích dẫn những điều luật liên quan đến phép lợi thế. Theo đó, Hội đồng Hiệp hội Bóng đá Quốc tế IFAB cho rằng trọng tài chỉ nên cho lợi thế nếu có một lợi ích thực sự cho đội không vi phạm, không có cầu thủ nào bị thương nặng, không có sự phản ứng hoặc đối đầu nào. Trọng tài phải đưa ra quyết định nhanh chóng mang tính chiến thuật và nên nhớ rằng việc cho phép trận đấu tiếp tục không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích tốt nhất cho đội không vi phạm. Một quả đá phạt trong một tình huống tấn công có thể tốt hơn cho đội không phạm lỗi hơn là để trận đấu tiếp tục. Họ nói thêm rằng trọng tài có thể đợi vài giây để phát huy lợi thế có thể có và nếu đội không vi phạm không được hưởng lợi và không giành được lợi thế thì có thể được hưởng quả đá phạt ban đầu. Ngoài ra, IFAB cho biết VAR chỉ có thể hỗ trợ trọng tài trong trường hợp có lỗi rõ ràng và hiển nhiên hoặc sự cố bị bỏ lỡ nghiêm trọng liên quan đến bàn thắng hoặc không có bàn thắng, bị phạt hoặc không bị phạt, thẻ đỏ trực tiếp, nhận dạng sai.
Theo đó, do chính trọng tài là người quyết định tình huống phạm lỗi và không được hưởng lợi, nên VAR không thể can thiệp nếu không có bằng chứng rõ ràng và phán quyết thuộc về trọng tài trên sân. Quyết định khó hiểu của Hooper lập tức bị các cầu thủ Man City phản đối kịch liệt. Erling Haaland thậm chí đã văng tục và phải nhận thẻ vàng. Sau trận, chân sút người Na Uy vẫn chưa thôi hậm hực vì quyết định gây tranh cãi này khi đăng lại tình huống thổi còi của trọng tài Simon Hooper. Khi được hỏi về vị vua áo đen sau trận, huấn luyện viên Pep Guardiola cho biết: "Câu hỏi tiếp theo đi, tôi sẽ không bình luận như Mikel Arteta đâu. Thật khó khăn khi bạn xem lại hình ảnh. Trọng tài đã thổi còi sau khi ông ấy quyết định cho Man City hưởng lợi thế. Tôi không thể hiểu nổi. Lúc đó ngoài đường biên thực sự tôi giống như một kẻ mất trí. Tuy nhiên với tư cách là một nhà cầm quân, tôi không thích phán xét chuyện này. Rõ ràng Man City không phải bị cầm hòa chỉ vì tình huống đó." Trước đó, Arteta đã bị FA đe dọa trừng phạt vì phát biểu chỉ trích trọng tài sau trận thua Newcastle. Pep không muốn vướng vào rắc rối tương tự và vẫn trừng mực bắt tay Hooper cùng hai trợ lý của ông sau trận. Còn bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Ange Postecoglou nhận được câu hỏi liệu có phải Tottenham đã hưởng lợi từ phán quyết tranh cãi của trọng tài Hooper hay không. Thuyền trưởng của Spurs thừa nhận: "Tôi đoán là vậy." Không phải ngẫu nhiên mà Tottenham đang là đội bóng giành chiến thắng trước Man City của Pep nhiều nhất kể từ năm 2016 đến nay. Những gì xảy ra trên sân vận động Etihad một lần nữa minh chứng cho điều đó. Họ có 45 phút đầu chao đảo trước sức ép từ nhà đương kim vô địch, nhưng sau đó vẫn gượng dậy và tìm kiếm một điểm nhờ những đòn hồi mã thường. Man City đã không dưới 2 lần mất điểm trước Spurs trong những phút cuối cùng. Một lần thì có thể do may mắn, nhưng 2 lần là do thực lực. Nó giúp chúng ta có câu trả lời cho việc tại sao Tottenham được mệnh danh là khắc tinh của City trong suốt những mùa giải gần đây. Chẳng phải ngẫu nhiên khi Tottenham được mệnh danh là đội bóng khắc tinh của Man City, ít nhất là dưới thời huấn luyện viên Pep Guardiola. Kể từ khi chuyển đến dẫn dắt đội bóng này vào năm 2016, đội bóng của ông đã bị Tottenham đánh bại đến 6 lần, nhiều nhất trong số các đội bóng ở Ngoại hạng Anh. Tức là dù Spurs có thăng hoa hay sa sút, dù trên băng ghế chỉ đạo của họ có là ai đi chăng nữa, đội bóng thành London vẫn tìm được cách đánh bại Man City hoặc ít nhất là kiếm về một điểm. Những diễn biến vào đêm qua lại một lần nữa chứng minh điều đó khi Son Heung-min mở tỷ số và cũng tự mình đá phạt lưới nhà chỉ 2 phút sau đó. Các khán giả có thể biết được đây sẽ lại là một trận cầu mang đậm tính giải trí của Premier League. Trong suốt cả hiệp 1, Man City là đội nắm thế thượng phong với hàng loạt những cơ hội hãm thành được tạo ra. Vận may đã không mỉm cười với họ khi những cú dứt điểm của Doku hay Julian Alvarez đều tìm đến khung gỗ, cộng thêm một vài cơ hội bị bỏ lỡ. Man City cũng đánh rơi cơ hội kết liễu trận đấu này ngay từ sớm. Bởi khi khoảng cách đã là 2 hay thậm chí là 3 bàn dẫn trước, sẽ rất khó để đối thủ có thể lật kèo trước nhà đương kim vô địch của Ngoại hạng Anh. Khi Ange Postecoglou có được 10 phút giờ nghỉ quý giá, ông đã thổi một luồng gió mới để giúp Spurs chơi khởi sắc hơn trong hiệp 2. Sự thay đổi mang tên Højbjerg đã giúp Spurs lấy lại thế trận nơi tuyến giữa và triển khai những tình huống phản công cực kỳ sắc nét. Bàn thắng gỡ hòa của Lo Celso là minh chứng cho khả năng chuyển trạng thái hoàn hảo của Tottenham trong 45 phút còn lại. Trước khi cuộc đại chiến này diễn ra, Ange Postecoglou khẳng định đội bóng của ông sẽ không thay đổi cách tiếp cận trận đấu dù cho Tottenham không có được nhân sự tốt nhất. Những diễn biến trên sân cho thấy ông không hề nói suông và kiên định với triết lý của mình. Không giống như Chelsea kiếm điểm trước Man City bằng một sự hỗn loạn hoàn hảo được Pochettino tạo ra, Tottenham khiến nhà đương kim vô địch chịu trận hòa thứ 3 liên tiếp nhờ tốc độ, lối chơi ít chạm và khả năng tận dụng cơ hội hoàn hảo. Điều quan trọng nhất là tinh thần của họ. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Son tin rằng chính thứ niềm tin đã giúp họ gỡ hòa được ở phút 90 dù cho Tottenham phải đối mặt với đội bóng mạnh nhất hành tinh ở thời điểm hiện tại. Đây không phải lần đầu Man City chịu trái đắng trong những phút cuối cùng trước Tottenham Hotspur. 2021, Harry Kane là người kết liễu họ bằng một pha lập công ở phút 90+7. Còn năm nay đến lượt Kulusevski cũng ghi bàn theo một cách người ta không thường thấy ở Anh. Điều đó cho thấy dù huấn luyện viên của Spurs có là ai đi chăng nữa, họ vẫn biết cách đánh vào lúc Man City dễ bị tổn thương nhất. Thế mới tạo nên thành tích đối đầu tuyệt vời của họ trước cỗ máy mà Pep đã tạo ra. Trận Super Sunday không tìm ra được người chiến thắng, người thắng cuộc thực sự là những đội bóng nằm ngoài cuộc chơi này. Chúng ta đang nói đến Arsenal với khoảng cách 3 điểm nhiều hơn đối thủ. Và cả Liverpool cũng đã tận dụng tốt cơ hội để đẩy City xuống vị trí thứ 3. Dù Spurs có thể vui mừng với một điểm có được, nhưng ở một chiều hướng khác, họ đã bỏ lỡ cơ hội săn bằng điểm số với Aston Villa. Đội quân của huấn luyện viên Unai Emery đã bị Bournemouth cầm hòa, nhưng vẫn giữ được vị trí thứ 4 và khoảng cách 2 điểm trước kẻ bám đuổi đó là Tottenham. Bằng cảm quan thông thường, người hâm mộ cũng có thể nhận ra rằng Man City từ đầu mùa chưa thể hiện được hình ảnh hủy diệt mọi đối thủ như mùa trước. Họ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc xuyên phá hàng thủ đối phương, đồng thời cũng mong manh hơn trong khâu phòng ngự. Thậm chí một vài chiến thắng, Man City cũng không thể hiện được uy vũ của đội bóng vừa giành cú ăn ba vĩ đại mùa trước. Những trận đấu với các đối thủ mạnh như Liverpool, Chelsea và Tottenham thể hiện rõ nhất những vấn đề của Man City. Đội bóng của Pep Guardiola đều đã có những lợi thế rất lớn, song khi hết trận lại không thể có 3 điểm trọn vẹn.
Trước Chelsea, Man City đã dẫn trước 3-2 rồi 4-3 đến tận những phút bù giờ cuối cùng rồi lại để đối thủ gỡ hòa. Khi đối đầu với The Kop, Erling Haaland lập công giúp đội chủ sân Etihad vượt lên trước Liverpool, nhưng rồi đến phút 80 họ lại để thủng lưới từ cú dứt điểm của Trent Arnold và phải chấp nhận chia điểm. Còn đêm qua họ tiếp tục để Spurs ghi bàn phút cuối cùng và không thể hưởng niềm vui chiến thắng trên sân nhà. Đây đều là những trận đấu mà Man City đã không thể kết liễu đối thủ khi họ đang có những lợi thế cả về tỷ số lẫn tinh thần, để rồi phải trả giá giai đoạn cuối trận. Nếu như ở mùa giải trước đoàn quân của Pep luôn biết cách kiểm soát trận đấu sau khi vươn lên dẫn trước, thì ở mùa này phẩm chất đó đang dần nào mai một. Những trận đấu mất điểm từ đầu mùa chưa ảnh hưởng quá nhiều đến tham vọng bảo vệ ngôi vương của Manchester City. Song nếu nó cứ tiếp tục lặp đi lặp lại, đội chủ sân Etihad rất có khả năng sẽ phải trả giá khi các đối thủ chính của họ trong cuộc đua danh hiệu đều đã có những sự tiến bộ. Nhìn sang Arsenal, thời điểm hiện tại, đội bóng của Mikel Arteta không thể hiện được phong độ như họ đã làm ở mùa giải 2022-2023, nhưng họ đang trên đường xây dựng một nền tảng bền vững hơn so với những gì họ đã làm ở mùa giải trước. Không hoặc chưa thực sự xuất sắc trên mặt trận tấn công, nhưng Arsenal cải thiện rất nhiều về khả năng phòng ngự. Chỉ để thủng lưới 11 bàn mùa này, họ đang có thành tích phòng ngự tốt nhất Premier League. Sự vững chắc trong phòng ngự có nghĩa là mọi sai sót trong tấn công sẽ được bù đắp. Đây là một cuộc đua đường dài. Điểm mấu chốt không phải chỉ là chiến thắng ở những trận đấu lớn, mà là phải góp nhặt càng nhiều điểm số càng tốt. Và Arsenal của Mikel Arteta đang già dơ hơn qua từng mùa giải. Liverpool cũng đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đội bóng của Jurgen Klopp luôn cho thấy bản lĩnh, thi đấu vững vàng đến đáng sợ qua nhiều trận đấu mà The Kop phải lội ngược dòng. Chiến thắng của Liverpool có thể gây đau tim, nhưng quan trọng là họ vẫn đang đi đúng hướng, tích lũy điểm số cực tốt và tạm thời vượt qua Man City để chiếm lấy vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Chú ngựa Aston Villa dù hòa nhưng hiện tại họ chỉ kém một điểm so với nhà đương kim vô địch. Điều đó cho ta thấy giờ đây EPL không còn là cuộc chơi riêng của Pep Guardiola và các học trò nữa. Bất cứ điểm số nào mà The Citizen đánh rơi thời điểm hiện tại, đó sẽ đều trở thành cơ hội không thể tốt hơn để những đối thủ cạnh tranh trực tiếp gia tăng cách biệt hoặc rút ngắn khoảng cách. Một cuộc đối đầu thực sự mãn nhãn giữa hai đội đã khép lại theo đúng cam kết mà nhiều người chờ đợi. Và đó cũng khép lại phút bù giờ của ngày hôm nay. Đừng lo vì chúng tôi vẫn sẽ trở lại vào ngày mai và đều đặn hàng tuần vào lúc 10 giờ trên kênh Bình luận Viên Anh Quân Show. Cảm ơn đã đồng hành và hãy nhấn nút subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trên hệ thống kênh Bình luận Viên Anh Quân. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.